không biết là con của ông thầy của tao hay không, rồi nước đời lạng lạc đó. Ổng có một người con trai một à, rồi lúc giặc giã trào Pháp nó lạng lạc rồi không biết là con đâu mất tiêu. Nhưng mà ông Năm của mày là ông thầy dạy tao ba cái võ nghệ đó, ông rành. Ông Năm mới tên gì cũng tư Năm Trung. à? Ông Năm Chung. Ủa ngày trước ông Tư có học võ luôn á hả? Học đâu, học lớn ông nổi ông cò. Học lớn học À tức là ông Năm dạy cho ông Cồ. Không có dạy, ông cò với ông Năm là bạn À bạn bè. bạn bè. Ông giỏi lắm, ông chỉ tao mà dục cả tâm trái dừa mà phóng đi trên trái dừa đó, đi theo hình thức ông chỉ đó. Ủa sao đi được ta? Trái dừa mà con đi lạng quạng nó dập bay thường mà liền. Vừa để trên bờ với hả ông Tư? Vừa dục Ngoài sân vậy hả? chân mãi tập phóng lên đi Ủa nó lăn té chết luôn. bay lạng quạng dập bay sườn gãy bay sườn dễ như chơi. Vậy mà ông đi phải re luôn hả ông Tư? Đi bởi rè ông leo cây ông quánh như chim. Ông Năm lớn con không ông Tư? Lớn con như ông nội vậy, ông cò vậy, cao hơn tao. Nguyên nhân sao ngày xưa ông Tư không theo ông Năm học võ? Học gì được, lúc ông già rồi ông có lên như Chi Lăng này hoài à, đi với ông Tâm ông cò hoài. Ông giỏi. Ông Tư hồi đó học lớn chứ không học được cái món võ nào trên đó. Có học được mớ của ông mà. Học chỉ thế thì dĩ đòn này. Giờ còn nhớ không Tư? Không nhớ đâu con. Chạy được. Chạy được. Nào quên rút cây thích cho bóng mắt giò cao rồi đâu có sợ. Thấy nguy hiểm ở đầu giọt hả không Tư? Thấy không ổn rồi phóng liền. Tư? Không mà mày biết ông học 9 năm võ thua đó, học với ông thầy đó, Võ thua là võ gì không Tư? tức là không có cho quýnh ăn quýnh thua không à. Nghĩ ra không? Ông học quýnh thua không rồi 3 năm ông học võ ăn là không học, 9 năm võ thua rồi 3 năm sau ông học. Vậy là ông học 9 năm ông đánh thua rồi mà ông học hỏi người ta đó ông Tư. Không biết ông cái quyền võ bên đó cái tên nó vậy, Ông học luyện võ thua. cái đó là ông luyện đó ông Tư. Rồi sau này ông học 3 năm là của anh rể thứ hai của ông. Thì chừng học anh em học thầy thầy nhau đâu có biết. Chừng hỏi rồi đó anh học ai nó tôi học thầy đó. Trời đất ơi vậy sao? Chừng nhìn ra mới biết rồi đó học. Ông anh rể thứ hai ông học trước ông Năm này nữa. Võ nó thuộc về võ cổ truyền hay sao chứ? Cổ truyền. Thiếu Lâm mà. Vô Thiếu Lâm. Hồi không đó bây giờ còn một thằng con ở dưới xã Bún nó giỏi lắm, bây giờ không biết nó về nhà chứ mỗi lần nó đi dữ lắm, đệ tử nó dữ lắm, đệ tử nó đông. Còn thằng thứ năm là chắc chết, tao không rời cũng không lên mấy năm nữa anh không lên. Hồi xưa người ta học võ để là rèn luyện sức khỏe. Vì hồi trước con ở cô độc lắm, ở Phòng trộm cắp. xóm chợ trộm cướp xóm này nó giật kéo qua giật xóm kia, Bị gì hồi đó nhà thương không Tư? nhà thương. Vắng vậy đó. Với lại sợ thú rừng đồ nữa không Tư? Sao? Hồi đó con quét trộm quét lỗ ở trong tao lúc tao bự rồi đây nè, tao 4 5 tuổi rồi chạy là cậu giặc Pháp ra ngoài đồng ngoài này, ở ngoài đồng ở kinh 12 13 ngoài trong kinh 7, sau này mới ra kinh 7, nước ngập quá mới ra kinh 7. Hà Nội đó với chim chóc rắn cá làm gì cho hết, con không làm gì ăn hết rồi đó. Tới mùa mà nước giật rồi mà đâm cá bông ông cộn đâm cá bông gì mần mắm mới lên sắp mình đổi gạo đổi lúa lên miên răng râu tà cột nè,
Ông cụ ông chơi lắt léo lắm. Sáng ông thăm câu đó, ông mặc giận xà rong, hồi đó quần áo đâu có, hiếm. Ông mới kẹp cu đây nè, mình rồi cũng mua cá cặp cu, ông bóng lên đi, bóng lên đồn rồi. Ông khọt chơi bắt cá cớ, gặp cặp trên lè nha. lét, nước lạnh nữa, đồn nữa cá, bóng lên. Ý ý Tôi chết à. Hồi đó lên sóc cái ngày Tết mấy ảnh ảnh gói bánh ít mà như nhưng mẹ á có đem tôi đó, dạ tao nó bà miệng cho mình bánh cứ chó không bà, tôi dục hết trơn, do ông Tư ăn không quen hay sao không? ăn nó béo nó ngon hơn bánh mình nữa chứ, mà mình ăn thấy nó đen thui mục mục đó mình không biết giọng nít á. Bây giờ cũng còn gói nữa đó ông Tư, còn bánh mẹ á quý lắm, còn nó béo hơn mẹ mình. Vậy là hồi đó do ông Tư còn nhỏ nên ông Tư nói cái bánh nó vậy, chứ như bây giờ ông Tư đâu có nói vậy thật nữa. Đâu nói được, hồi đó mình không biết. Dạ. Bị lật ra đen đen hột hột đó, rồi trộn với đậu với nếp gói đó. Dạ. Bây giờ cũng còn nó ngon lắm ông Tư. Mẹ ác nó mắc gấp 3 lần mẹ trắng mình. Dạ. Mà lâu lâu mới thấy gói một lần. Béo lắm. Chứ mắc quá ai gói cho ăn hoài. Bởi vì không, bên Campuchia nó còn cái truyền thống nó trồng mè nếp than nó gói bánh đó ăn ngon béo ngon. Bữa sớm ông Tư nói ông Năm học giỏi, nhưng một mình ông Năm có thể quánh được mấy người ông Tư? Ông giỏi là mày, ông hồi 19 tuổi là ông hiệp sĩ số 1 miền Tây Nam Bộ mình, thôi ông giết 6 mạng rồi, đấu võ đài với ông quýnh chết. Đấu võ đài là đánh chết bỏ không được. Đánh chết bỏ. Ghê. Trước khi dựng võ đài rồi hai bên có 2 cái hàng, một bên có 3 trọng tài gì đó, con đánh chết thì nói dụ mình được 50 đồng, cái người chết đó được 25 đồng, người thắng được 50 đồng. Chết chết rốt cuộc chết thì không xài được tiền luôn. Vợ con xài, cha mẹ xài, bỏ tài quýnh chết rồi bỏ vô hòm được cái hòm pháp, rồi đó đấu võ đài mà sân khấu nó trồng cây dưới đất không à, chứ nó không dựng võ đài như bây giờ. Ý vị là mấy ổng cho phần thưởng của người chết nhiều hơn gấp 5 lần cái người người thắng không, ít phần nữa à, người à. Thắng là được một phần, ví dụ được 50 đồng, à, người chết có 25 đồng. 25 đồng vậy là phân nửa à, phân nửa. Người sống được 50, 50 con tưởng 5 đồng chứ. Cái đó đánh thì mấy người kia người ta có cá cược bên ngoài, có quăng bắt cũng như mình đá gà. Mùa mấy trăm võ sư vậy, sợ cái ông võ sư đó dùng gốc tre mà cà ma nó ảnh bóp cũng như mình bóp súng rồi thôi, tay anh luyện luyện nội công gặp ông cồn mà ông quýnh chết tại chỗ. Hồi xưa sao tôi ưa có tình trạng đánh vô đài, ông bấm 2 con mắt này bấm vô càm dưới 2 mắt, bấm bể xương hàm này ghê, 2 mắt đuôi hết. Ông kia cũng võ công, ông này cũng võ công, tụi đó đâu có gồng được đâu, gồng đâu được cũng bấm. Rồi sau này ông mới tu, ông cồ đó ông mới tu, ông tu mà ông có bà vợ, bà vợ của ông là hồi đó là giỏi sư ở vùng Rạch Giá đừng bà hả, là cái bà mà ông Tư kể đứng bến tàu đó hả, đứng bến tàu đó. Dạ. Đó ông này ông cồ mà ông nói đừng bà mà dùng đồ đái không khỏi ngọn cỏ đánh lợi ai. Ổng Mỹ, ổng có cái nghề luyện, ổng có 12 miếng sắt bằng 4 ngón mình, 2 đầu nhọn hết, 12 cục sắt như đàn cục bi mình đó, bi mình đánh gôn đó. Ổng nói ba tàu mướn, ổng đi rồi đó, đi ghe buôn, ghe mía, đi xuống tắc cậu chở khóm, chở đồ mía rồi về bán. Ổng biết bà này đi xuống góp bến, bà ăn bến á, tàu con vô mấy đồng mấy cắt vậy đó phải đóng bến.
ổng nói dòm dung mạo nữ này cũng ngon. Ông nói, mà ổng nhất định ổng không thua đó. Ổng mới lấy chục mía cò cát mà con tính cây bắp chuối mà dài tới 2-3 thước. Ổng mới bợ hai tay ổng trên mũi mũi ghe, ổng giục xuống cho bà lấy tay bà chụp bó mía bà đặt xuống. Sao mạnh dữ ta. Ừ, mạnh ghê. Bà võ sư mà. Võ sư cũng đâu có mạnh dữ thằng gian ôm vậy đâu. Đường bà ta luyện mạnh luyện. Sào mà dựng 12 cây đó, bà phóng đọt sào dưới chuồng câu mình đó. Hồi đó đi văn câu rồi chiều lấy mũi dùa úp dưới nước quánh bùm 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 chơi. Ca hát tầm bậy bạ chơi đến nguyên là ổng rồi đó, ổng với bả đi lên dưới ông cầu nè văn câu ở dưới chuồng, bả phóng đọt xào bả đi 12 cây xào vậy đó, bả phóng xuống chuồng ổng nhúng nhích chuồng bả đi như chim vậy đó. Kinh công. Ừ, kinh công bả giỏi lắm. Sao hồi xưa ông Tư không học với ông Tư học hai đó mà ông Tư cộng lại học là ông Tư giỏi dữ dằn. Đúng rồi, phải học mới giỏi. Tại mê đời, thành ra mình bỏ đạo, không học. Chứ hồi đó đâu có chiến tranh đâu mà học nữa. Có giặc giả đánh súng đạn không đâu, đánh gươm giáo. Lo đi săn, lo kiếm sống không? Không, năm 75 bác mới đi săn. Thời đó mà ông Tư học sau này chim chóc thì ông Tư săn còn nhanh hơn nữa. Phải lấy giỏi thuật ra bắt chim. Giỏi lắm, bà điếc lỗ tai bà không nghe. Súng bắn bà không nghe đó mà bà chống gậy bà lầm còn bà đi nè. Bà mừ mà khỏe, bà mừ mày vỗ tay bà đứa nào bay bà ngó ngang mày vỗ thật lắm. Súng bắn không nghe cái nó hơi gió hay sao bà nghe hơi gió bởi bà xăm trong vú bà nè, hai cái đuôi rồng ngay ngửa, hai con rồng ngậm hai đầu vú. Thôi Phật ơi, xăm mẹ rồng đó. Không khiếp à. Ừ. Bả là võ sư dùng rạch giá nè, ai nghe tiếng từ Pháp tới người Việt mình nghe danh từ bả là sợ. Tên gì ông Tư á? Kêu bà Mười chứ đâu biết tên bả. À, kêu là bà Mười hả? Ừ. Rồi à. Ông Mười mà ông nói đường bà mà nó giữ biết. Ông mài cái mắt thông mà gương mà ông kê tóc ông thổi đứt lên ông mới chịu. Nguyên cái đàn gai ghe mấy chục chiếc đó, ổng mài ngày, sáng đêm. Ổng mài hoài, ổng thổi đứt. Ổng mới hỏi đường đi nước bước của bà này, bà này bà ở Sóc Trài trên Rạch Giá chút. Bà có mẹ con nè. Rồi bữa nào bà cũng đi xuống bến, tàu bà góp bến, đàn ăn. Có mấy xe đệ tử đi theo rồi hả nữa. Ông mại mắt thông ổng chung với già cầu chờ bả xe lôi đẩy lên dốc cầu đó. Ổng sao ổng lại vớt bả hụp bay đầu tóc luôn, quýnh ổng nằm luôn. Ẩm ổng chở vô bệnh viện bị bả nói trong đời của bả con người con gái võ sư chưa từng thằng đàn ông nào mà gan dạ vậy. Ẩm nuôi bệnh ổng hết rồi, mạnh lành rồi cái gì là thưa với mẹ bà. Mới cho hai người kết nghĩa. Bà cũng lỡ thời rồi, ba mấy tuổi rồi. Cho nghĩ duyên trời định này cho mấy thương chứ dễ gì mà vô bình thường quánh chết luôn chứ. Năm duyên. Ổng với bà ở nhau đẻ con người con gái cùng lên cùng xuống rồi. Làm những cái nghề tập luyện của mấy ổng bà rồi máu từng quần nó không được lưu hành. Ai ở với bà không biết gì đó. Rồi sau này bữa đẻ khó khăn cho chết. Người con á, người con. Nói chung đâu đó cũng là cái nghiệp do bà lúc đó bà ở do cha ông bà cha mẹ đó. Hai người đó. Bà chống gậy bà đi lập cọp mà một tuần bà cúng con gà. Cúng tổ hả? Cúng tổ mà không biết bà cúng tổ gì mình không biết. Bà điếc súng bắn không nghe đó mày tính đó. Bà ở sau lưng rình rình vỗ theo dai bà khỏe bà mừ ơi bà đứa nào bay bà vô nói thật lắm. Chúng bắn không nghe giỏi cũng khiếp.
Nếu mà nói góp bánh tàu cho em, nếu mà mình tính đúng nha, nếu mà nói theo ngày trước đó giống như là giang hồ rồi. Thì góp bến đó, thì đó đó. Hồi trước đâu Như có bảo xe, kê, bảo kê bảo giang kê bánh hồ. tàu. bảo kê giang hồ. Chứ đâu phải mình đâu có gọi là võ sư mà chánh thống được. Chánh thống là ta chỉ làm việc thiện Bả thôi. hạ không biết bao nhiêu võ sư đường ông, đấu bả là chết chứ bả. Ông Tư được cô được bà chia sẻ là học ở đâu không Tư? Không biết mà bà không nói. Cũng như cha con kể có mà Còn ổng chuyên môn nghề luyện, ông hai bà hai ổng luyện cục mình đánh quên đó, như bữa ưng đáy bi-a chút bằng sắt, ổng luyện cọp là mắt vô mắt đó. Phải gỡ ra lấy. Ổng luyện sắt miếng dẹp như bàn tay mình dài 2 tấc, ổng luyện là chết con cọp đó liền. Hồi trước hồi còn thời rừng U Minh đó thì võ sư hẹn đi đánh cọp, hẹn ngày giờ đó tháng đó gì đó đi đánh, Cọp sao hẹn được không Tư? hẹn được đó, anh hùng lắm đó, Ôi đánh người nào chết rồi cổng đem về rừng bỏ chứ còn không có trả thù đó. Hồi Hồi cọp xưa sao nó nghe mình nói chuyện được á? nghe được đó con, Ủa ngộ hả? người Câu ta mới chuyện nó kêu cái lâu gì chưa không chân Tư? thành. Cái chuyện nó xảy ra lâu chưa không Tư? Lâu rồi con, hồi đời ông cồ ông sơ gì trước, hồi đó đánh cái rừng trời gầm lắm rồi, rừng không có người ở, mình thì ở từ mũi Cà Mau ra Phan Thiết ngoài ở ven biển không à. Rồi sau này rồi lúc Thoại Ngọc Hầu ông đánh chân thành Chiêm Lạp với Campuchia nè, mà mình mới chiếm đất lên lần lần ở, chứ đất địa mình đâu có ở đây, người mình đâu phải người ở đây. Vì là đất này đất của Chim Thành không Chiêm Thành chân Lạp với Campuchia, bởi con thấy chùa mấy chùa cổ rồi này kia còn đó. Lâu lâu người ta khai quật ta đào nó là của thời xưa không thời Đời cổ không là á, đồ cổ không á. cái núi Ba Thê với đào biết bao nhiêu của cải nữa chứ, còn Với vàng dòng gò cây tung nữa ta. gò cây tung ít hơn ở dưới Ba Thê, Dạ, ít Ba hơn Thê đó. với con với mới nhiều, Ở Ba dưới Thê eo với nhiều lắm. ốc eo Hồi đó hai người ông Mười bà Mười giỏi giỏi vậy sao mà không đi về một cái làng xã nào đó mà mở ra cái trường dạy võ không Tư? Hồi xưa đâu Hồi phải như xưa đâu người có giờ, như là dạy nó đợi học phí công không cũng chết đi. hồi xưa đâu có vụ không có mà thi trường công nhưng mà học con cũng phải đem cơm gạo, nhưng mà đâu có người ở đây, con đi bộ cọp rắn nuốt mà mắt không bả giỏi khủng khiếp. cũng như cha con kể ông hai bà hai đó. Ổng thì không biết võ mà bả thì võ dữ dằn lắm, mà đi ghe buôn bán đi ghe, Đi ghé đó mà. mà ổng thì ổng hay nhậu. Thì bữa đó bà ổng đi nhậu về cái bà nói gì đó, ông đè ông đánh đánh ở dưới ghe mà ổng không, bà không có đỡ mà cũng kệ ông đánh như ông đánh. Cái hồi lên bờ người ta nói sao bà không đỡ lại, là tôi đỡ lại cái ông chết luôn. Người xưa Bà đã hiền dữ hiền, lắm, ngộ dữ đó. mấy người đã gân cốt họ dữ lắm luôn ông Tư Hồi đó. ta tập luyện bay đọt cây như con chim bay, phóng như khỉ phóng. Có hồi đó con có nghe một cái ông cụ cũng võ sư bên Thiếu Lâm ở trên nhà con Ở đi đây xuống. anh Ba Lớn này đâu có lai nào, có ông Năm Đức. Năm Đức ổng hồi đó núi Cấm ông giỏi nhất dùng núi Cấm. Ba Lớn này đâu có lai nào, không hạ cây mà cây rồi đó phá rừng lâm đặng để trồng cây này kia ăn trái chuối rồi đó, ổng lấy cưa máy chèo ổng leo đọt cây ổng hạ gần ngã rồi ổng bò rút ra ngoài, ổng xuống dưới nhánh cây đó. Tức là cây nó vừa chạm đất là ông cũng vừa chạm theo. Ôi Phóng ôi ra ngoài, ông phóng ra tới ngoài đọt luôn. Sao liều dữ vậy ta? Ông nó ông giỏi lắm, ông chết mấy rồi sau anh em con cháu ông giành đất, nó phá nó bán buôn tiêu tùng trên đất đai của ông. Mà người xưa tập võ con có biết ông cụ kia ngày trước ông chỉ là tập võ mấy người mà bay cao nhảy giỏi là do họ lúc họ luyện họ buộc cái bao cát cái chân nó Không nhảy có buộc, từng bực lên nó được.
quần áo con may quần áo rộng là À tính đúng rồi đúng rồi. dồn khác vô Dạ đúng rồi. Nhảy lên hoài, nhảy từ cái hố nhảy thấp lên hố lên cao. rồi đâu phải nhảy vậy nhảy cầu thang Dạ. các con dồn đầy tới háng rồi phải không rồi còn hai tay xách hai thùng nước đóng cầu thang bằng đầu 5 nấc riết rồi đóng 3 nấc 2 nấc Dạ. bắt cột vô cây nhảy lên nhảy xuống nhảy lên nhảy xuống khổ luyện dữ lắm Mới lần đầu vô vô đất chừng ống quyển này à. Cái đầu thấy nhẹ đầu lên mới lên hoài từ từ lên tới háng luôn rồi lên tới háng là hết rồi bắt đầu mới nhảy nấc thang nhảy cái đó nấc là thang hồi đầu xưa người tiên ta là nhảy nhảy được không cong do đó rồi sau mới đó. xách nước Mà người nay bây giờ ta đâu có luyện được vậy đâu, thành ra là bởi vậy khi mà nhắc tới võ sư ngày xưa ta nói làm gì có người nào nhảy từ nhà lên tới lúc nhà nổi. Nhảy bình thường á 5-6 mét nhảy bình Lúc thường nhà bà vỗ tay cái bóc bà bay sơ hè cái trò